mất hơn 1 tỷ đồng thuê mang thai hộ nhưng con không cùng ADN. Một gia đình tại Đà Nẵng mất hơn 1 tỷ đồng cho dịch vụ mang thai hộ nhưng đứa bé sinh ra lại không cùng ADN. Ngày 22 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, bắt tạm giam môi giới mang thai hộ Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1985, trú phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, để tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thị Dung bị di lý từ tỉnh Thái Nguyên về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra vụ việc. Công an Đà Nẵng khởi tố Nguyễn Thị Dung. Trước đó, khoảng tháng 12 năm 2021, biết vợ chồng ông N.V.N., sinh năm 1958, trú quận Liên Chiểu, có nhu cầu tìm người mang thai hộ nên Dung, nổ, mình có khả năng tìm được người cho trứng và mang thai hộ. Chi phí giai đoạn đầu tìm người cho trứng, thuốc kích trứng, làm phôi là 150 triệu đồng. Ngày 17 tháng 12 năm 2021, ông N chuyển khoản cho Dung 18 triệu đồng. Ngày 22 tháng 1 năm 2022, Dung báo tìm được người cho trứng, các thủ tục liên quan được thực hiện tại Bệnh viện A Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 24 tháng 1 năm 2022, ông N chuyển tiếp 82 triệu đồng cho Dung. Tháng 2 năm 2022, ông N đi cùng Dung đến Thái Nguyên để cấy phôi. Lần này, ông N đưa cho Dung 50 triệu đồng. Ngày 12 tháng 2 năm 2022, Dung thông báo được 6 phôi tốt và nuôi tiếp 2 phôi. Đồng thời, yêu cầu ông N chuyển vào tài khoản do Dung chỉ định số tiền 118,5 triệu đồng, nói là chi phí để sàng lọc và nuôi phôi. Sau khi thỏa thuận việc mang thai hộ giúp ông N, Dung gặp chị H để làm thủ tục, thỏa thuận giá là 380 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi đến bệnh viện làm thủ tục kích trứng nhưng trứng không đạt yêu cầu nên chỉ đưa cho H khoảng 90 triệu đồng. Dung tiếp tục liên hệ thêm hai người phụ nữ khác để thực hiện hợp đồng nhưng đều không có kết quả. Sau khi tìm người cho trứng không thành công, Dung dừng việc này lại nhưng không báo cho ông N, mà nói dối mọi việc đang tiến triển thuận lợi. Đến tháng 8 năm 2022, Dung thông báo việc cấy phôi vào người mang thai hộ thành công và mang thai được 3 tháng, là con trai. Sau đó, Dung thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe thai nhi, gửi hình ảnh kết quả siêu âm để ông N tin tưởng, nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu. Khoảng tháng 10 năm 2022, tình cờ ông N phát hiện Dung có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên hỏi thì đối tượng cam kết nếu đứa trẻ sinh ra làm xét nghiệm ADN không phải con của ông N thì sẽ trả lại tiền. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, Dung thông báo TH đã sinh con, tuy nhiên khi lấy mẫu xét nghiệm N thì kết quả không cùng huyết thống với ông N. Mặc dù không thực hiện đúng như cam kết nhưng toàn bộ số tiền hơn 1 tỷ đồng nhận của ông N, Dung sử dụng đầu tư tiền ảo và thua hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.